Đã có rất nhiều câu chuyện tâm linh xảy ra trong quá trình xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An. Những câu chuyện mà Thoạt nghe kể thì không ai có thể tin được. Nhưng bằng những thước phim tư liệu của mình, ông Nguyễn Văn Sơn đã khẳng định đấy là những điều có thật mà bản thân ông cũng không thể lý giải được. Hai câu chuyện ngay sau đây cùng rất nhiều những sự lạ khác xảy ra trong 6 năm ông cùng những người địa phương tiến hành xây dựng khu du lịch Tràng An đã để lại cho ông rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Chắc hẳn khu vực này rất linh thiêng và còn có quá nhiều bí ẩn mà ông chưa thể khám phá. Mời quý vị cùng theo dõi video Phát hiện rắn có màu, xác chết 6 năm không rửa ở Tràng An. Phát hiện rắn có màu, xác chết 6 năm không rửa ở Tràng An. Đã có rất nhiều câu chuyện tâm linh xảy ra trong quá trình xây dựng khu du lịch sinh thái Tràng An. Ông Son kể lại, hồi còn thanh niên, ông thường vào hang bói săn sơn dương. Hang đó có nhiều vỏ ốc. Ông cho rằng ở đó có người xa xưa ở, nên ông vào làm điểm tham quan sẽ thú vị. Chính tại hang này, mới đây các nhà khảo cổ, đào hố, thám sát đã phát hiện một bộ xương người có tuổi thọ khoảng 7.000 đến 10.000 năm. Trên đường đến hang bói, ông Son nghe thấy tiếng kêu rình rích. Thấy sự việc lạ vì nơi đây hoang vu. Lần theo tiếng kêu, ông Son phát hiện ra một con cua rất to, màu vàng, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ông nhấc con cua lên ngắm nghía, nó vẫn phát ra tiếng kêu rình rích. Một cậu thợ trong nhóm của ông trông thấy thích quá, xin ông được mang cua về. Ông liền đưa cho cậu và tiếp tục tiến vào hang bói. Ngay sau cửa hang bói có một tảng đá, khá giống cái ngai vàng. Ông Son cùng một người trong nhóm từ từ tiến vào hang và ông kinh ngạc khi vừa vào đến cửa hang, bất chợt gặp trên tảng đá ấy có hai con rắn đang vắt vẻo. Một con màu đỏ, thân to, đầu có màu, một con màu xanh nhỏ hơn nằm uốn khúc, gối đầu lên lưng con đỏ. Ông Son rối bời bởi ông theo chủ nghĩa duy vật, không tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh như thế này. Ông liền khấn rằng, nếu là ngài đội lốt không cho con làm nữa, con sẽ dừng công việc này lại. Nhưng nếu ngài hiện lên, ghi nhận những chuyện con đã làm cho Tràng An, thì mong ngài cho phép con được ghi lại hình ảnh của ngài. Khấn xong rồi ông Son và đội thợ tiếp tục công việc của mình. Khoảng tầm 2 giờ chiều, quay lại hang bói, ông Son dựng tóc gáy khi thấy con rắn có màu vẫn hiện diện ở tảng đá ấy. Nhận thấy được cho phép ghi hình, ông Son đứng từ xa zoom lại, quay rõ hình ảnh con rắn có màu, loài rắn tưởng như chỉ có trong huyền thoại. Quay xong, hai con rắn ngọ nguậy rồi trườn lên núi và biến mất. Lúc này, ông chợt sâu chuỗi sự việc và cho rằng con cua màu vàng là quân lính của ngài, hiện ra trên đường để báo về việc sẽ có ngài xuất hiện. Cậu thợ trong nhóm của ông nghe thấy thế, vội thả con cua vàng về chỗ cũ, họ tiếp tục công việc của mình. Ông Son tâm sự, chính việc nhìn thấy và ghi lại hình ảnh rắn có màu khiến ông mất thăng bằng. Bởi thực lòng, ông không tin vào mấy câu chuyện tâm linh, nhưng sự việc xảy ra khiến ông suy nghĩ lại và tin rằng có một lực lượng thiên âm nào đó đang âm thầm hỗ trợ công việc của ông. Câu chuyện kỳ lạ về xác chết 5-6 năm. Ông Son kể lại câu chuyện có gặp một xác chết khoảng 5-6 năm mà vẫn còn nguyên vẹn hình dáng như thể câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Ông nhớ như in đó là một thi thể đàn ông mặc quần đùi. Ông cho biết sáng hôm ấy, trước khi vào hang bói, nơi mà sau này các nhà khảo cổ học quốc tế đã tìm thấy những dấu ấn người tiền sử, cách ngày nay khoảng 10.000 năm, tự nhiên ông xuất hiện linh cảm lạ. Ông nhắc đoàn đi cùng chuẩn bị xôi, rượu, bàn thờ, bát hương, tiền vàng để làm lễ. Hang này đã có một nhóm xuống khảo sát nhưng chỉ rất qua loa. Hôm ấy ông quyết định xuống tận đáy để khảo sát vì ông rất nghi ngờ động này. Không biết hang động đó sâu như thế nào mà vẫn thấy khói, thấy gió ở dưới thổi lên. Cảm giác như sâu vài chục mét và chắc chắn có một lối đi nào đó ra ngoài thung nên sẽ tìm được lối đó để tạo đường đi lại cho thuận tiện. Nghĩ là làm. Ngay sau khi làm xong các thủ tục cúng sơn thần thổ địa, ông trực tiếp đu dây khoảng 20-25 mét, cầm camera, đèn soi khắp hang động. Ông chủ yếu đi tìm xem chỗ nào có ánh sáng, chỗ nào có khe hở để gió thổi vào. Thấy lòng hang rộng mênh mông, ông lấy thước ra đo. Ngay cửa hang rộng chừng khoảng 200 mét vuông, sâu xuống chút nữa thì rộng khoảng lên đến 600 mét vuông. Đang soi đèn thì ông Son thấy một cậu chạy bán sống bán chết lên, mặt mày tím ngắt, thông báo có người chết, lại cho rằng mới chết. Ông Sơn kể lại, tôi ngạc nhiên đi xuống xem, đúng là có người chết ở đấy. Toàn thân phủ một lớp mốc trắng, to đúng như người bình thường, chỉ có bụng là lép kẹp lại. Trong quá trình nạo vét bùn, lòng thung, tôi đã bốc khá nhiều hài cốt, nhưng đây thì thực sự là sự lạ. Người này còn nguyên vẹn nên tôi không dám vác ra, sợ mang tiếng giết người, nên tôi lệnh cho cả đoàn lục tục quay về và tìm cách báo với công an lên điều tra. Khi làm các khám nghiệm pháp y thì được biết,
người này đã chết khoảng 5-6 năm. Ông Sơn trầm giọng xuống bày tỏ, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao lại có người có thể lọt vào động này và thiệt mạng ở đấy. Điều này cũng khiến tôi nghĩ ngợi, không hiểu có chất gì hay sự bí ẩn nào đó mà một người đã qua đời khoảng 5-6 năm vẫn còn nguyên hình hài như thế, chỉ có một lớp mốc trắng phủ lên trên và chiếc bụng lép, thể hiện sự không có thức ăn trong một thời gian dài. Sau khi dự án được lập, ông Nguyễn Văn Son cùng người em trai là đại gia Nguyễn Xuân Trường vào cuộc nạo vét lòng sông, hang động, thung lũng để xây dựng Tràng An. Trước ngày tiến hành nạo vét, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã về và nhiều lần nói rằng nhìn thấy một người con gái. Người con gái này vào cung hầu hạ cô ruột vua Lê năm 14 tuổi. Năm 18 tuổi, cô hầu phổng phao quá xinh đẹp nên được tiến cử là quý phi nương nương, tức thiếp của nhà vua Lê Đại Hành. Một hôm trinh nữ này được đưa đi tắm nước thơm, được mặc đồ trắng, ăn cao lương, uống nước sâm. Mọi người tưởng trinh nữ này sẽ được gặp vua, nhưng không ngờ bị đánh thuốc mê, bị đem tế sống. Làm lễ tế xong, trinh nữ bị chôn vào hầm và 100 ngày sau thì qua đời. Oan hồn trinh nữ chấn giữ ở khu vực đó khiến cho long mạch được yên. Theo lời bà Bích Hằng, trinh nữ này bị tế sống để đền cho oan hồn của người con gái, bị triều đình yểm coi kho của. Vua Lê lên ngôi đã cho người đào bới, hốt xương cốt, lấy kho của. Vì xâm phạm vào thần giữ của, tức oan hồn trinh nữ, nên nhà Lê biến loạn. Các thầy Pháp đã lập đàn tế, bắt trinh nữ này đền mạng, trấn vào khu vực Tràng An, nơi mà thời Đinh Lê coi là huyệt mạch của quốc gia. Lời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói nửa thực nửa hư, toàn những chuyện ngàn năm trước, nên ông Nguyễn Văn Son nghe rồi để đấy. Thế nhưng, sự kiện kinh hãi đã xảy ra. Khi nạo vét lớp bùn ứ động trong một hang động ngay cạnh huyệt mạch sông Sào Khê, đã làm phát lộ một bộ xương còn khá nguyên vẹn. Bên trong thi hài có ba sâu tiền cổ, niên đại thế kỷ thứ 7 đến thứ 10 là tiền Tùy Đường. Đầu bộ xương gối lên các tấm gỗ tiện tròn rất cầu kỳ. Các nhà khảo cổ đã về xem xét. Bộ răng còn nguyên vẹn, chưa mòn, chứng tỏ đây là người còn trẻ. Các nhà khảo cổ đều khẳng định đây là người con gái dáng cao, mảnh, rất đẹp, độ tuổi chỉ ở 17-18. Ông Son đã làm lễ chu đáo, an táng cho người thiếu nữ này ra nghĩa địa làng. Nạo vét xong hang động thì việc nạo hút sông Sào Khê bắt đầu tiến hành. Dự án nhà nước về nạo vét sông đã có, nhưng chả biết bao giờ mới được giải ngân, nên đại gia Xuân Trường đã bỏ tiền ra làm trước. Có tới 150 chiếc máy hút bùn được huy động, giải dọc sông Sào Khê, đoạn chảy qua Tràng An. Những chiếc máy này đều được mua mới tinh do một doanh nghiệp cung cấp, bảo hành. Điều lạ lùng là hàng loạt máy không nổ hoặc đang hút bùn trơn tru, bỗng nhiên tắt ngúm. Ông Son liên tục gọi doanh nghiệp cung ứng máy móc này xuống sửa chữa mà chẳng ăn thua gì. Điều kỳ lạ là khi họ chở máy về nhà, máy lại hoạt động trơn tru, không có dấu hiệu hỏng hóc nào cả. Một lần, chiếc máy đang nổ bỗng tắt ngúm. Ông sai công nhân nhảy xuống sông mò mẫm xem có vật gì lọt vào ống hút. Công nhân này mò xuống, nhấc lên một chiếc đầu lâu. Anh này mò tiếp thì vớt được nguyên một bộ xương người. Từ bấy ông Son rút kinh nghiệm, hễ máy đang nổ trơn tru mà bị hỏng hóc bí hiểm thì sai người xuống mò mẫm dưới lớp bùn, thể nào cũng kiếm được xương người. Theo ông Son, ở dưới lòng Sào Khê, chỗ nào có xương người y rằng đã bị trấn yểm. Những vị trí đó rất linh thiêng nên diễn ra cảnh tượng kỳ quái, thậm chí hỏng cả máy móc. Đó là khi chuyển máy lên con tàu ở Tràng An, lên Bái Đính thì máy lại nổ ngon lành, còn lắp máy ở tàu nạo vét trên Bái Đính thì máy lại hỏng. Sau mấy tháng hì hục sửa chữa, thợ lành nghề dưới Hải Phòng chào thua bỏ về. Doanh nghiệp Xuân Trường đã liên lạc sang Phần Lan. Một kỹ sư chế tạo rất giỏi được điều sang Việt Nam làm nhiệm vụ sửa chữa con tàu này. Tay kỹ sư người Phần Lan này sang nhìn thấy con tàu nhem nhuốc, hắn quát tháo ầm ĩ. Hắn bảo con tàu cả triệu đô mà bôi bẩn bùn đất thế này thì không chấp nhận được. Hắn bắt lau sáng bóng, bóng loáng cả sàn tàu, lau rửa sạch sẽ con tàu. Hắn bắt đầu chỉ trỏ, sai khiến thợ tháo chỗ nọ, lắp chỗ kia. Tuy nhiên, thợ sửa tàu làm việc hì hục cả tuần, máy vẫn không nổ, các thiết bị điện tử không hoạt động. Một con tàu triệu đô coi như một đống sắt vụn. Đó là một hôm tháng 7, trời mưa sụt sùi, ông Son sai người làm mấy mâm lễ lớn, vừa cúng bái vừa khao chúng sinh ngay trên sàn con tàu hút bùn. Kỹ sư người Phần Lan nhìn cảnh ấy rất coi thường, anh ta chỉ tin vào kỹ thuật, chứ không tin vào những chuyện siêu nhiên. Thế nhưng điều lạ lùng đã xảy ra. Ông Son vừa cúng xong thì đã nghe thấy tiếng máy nổ, tàu rung bần bật. Chứng kiến cảnh ấy, kỹ sư người Phần Lan trố mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao. Mấy công nhân thì cứ vái sống ông Son,
nghĩ ông là thần thánh nhập vào. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trước khi nói lời chào tạm biệt, mong quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục sản xuất những video kế tiếp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt.